Vâng, chào mừng với tất cả anh chị em đã quay trở lại với kênh Minh Phúc 89 trong cái buổi quay thử xổ số miền Bắc của buổi trưa của ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 24 tháng 3 năm 2024, để nhằm những các tính chất gọi là tham khảo những các cái con số đẹp để cho anh chị em chúng ta chơi cho buổi chiều của ngày hôm nay. Và bây giờ thì anh chị em chúng ta sẽ cùng tôi đi vào quay thử. Như vậy là quay thử của chúng ta đến đây là kết thúc và tôi sẽ dự đoán để cho anh chị em chúng ta chơi cho buổi chiều của ngày hôm nay. Đầu tiên đó chính là anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi con lô. Lô tô đẹp nhất để cho anh chị em chúng ta chơi cho ngày hôm nay đó chính là con lô tô 010. Đề thì anh chị em chúng ta sẽ chơi cho tôi đó chính là đề chạm. Đề chạm ở đây thì chúng ta có đó chính là chạm 1 và chạm 0 phải không ạ? Như vậy là buổi quay thử của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị em vào buổi quay thử tiếp theo.